ra hồi nãy cô gây lộn với bạn trai hả? Hèn chi khóc lấm lem mặt mày. Hồi nãy cô hù tôi là mém chết luôn rồi đó. Mà sao cô ở đâu ra khu này vậy? Thì nãy anh chở tôi đi dạo mà tôi với anh gây lộn, tôi giận tôi bỏ đi bộ luôn nè. À, vậy bây giờ cô muốn về nhà hay đi đâu? Đáng lý ra tôi đi về nhà đó mà anh hủy chuyến rồi. Không mà thôi đi, tôi cũng không muốn về nhà nữa. Không ấy anh chở tôi đi vòng vòng đi, tôi trả tiền thêm cho. Nhưng mà tôi đâu phải taxi mà sao mà tính được? Hay bây giờ tôi chạy ra đường lớn đón taxi cho cô nha. 3 triệu. Cái gì? Anh chở tôi đi vòng vòng đi, tôi trả anh 3 triệu. 3 triệu. Thôi vui vẻ, ông quạo. Tôi chở cô đi dạo. Ê, tài xế mấy anh ai cũng dễ thương hết đúng không? Đâu có, cũng tùy người thôi. Cô đưa tiền cho tôi thì tôi phải dễ thương với cô chứ, đúng không? Mà cô gặp nhiều tài xế lắm hả? Bạn trai của tôi là tài xế đó. Nhìn cô ăn mặc với lại tiêu tiền như vậy. Không có nghĩa tôi có bạn trai là tài xế đúng không? À, tôi không có ý gì. Chỉ là Nhưng mà tài xế mấy anh là nghề chân chính, có gì đâu phải mặc cảm và tự ti. xin lỗi, tôi hơi nhiều chuyện. Tôi hỏi thiệt nha, anh biết cái nghề nào mà dễ biết chuyện thiên hạ nhiều nhất không? Nhà báo phóng viên. Làm neo với tài xế. Họ có thể nói chuyện với người lạ để giết thời gian mà không cần nghĩ ngợi điều gì. Hèn chi. Do đó cô nói cái chuyện bạn trai cô là tài xế với tôi. Chứ nếu là người khác thì chắc cô không nói đâu hả? Không nha, tôi đang nghiêm túc đó. Tôi nói rồi, tôi không hề mặc cảm hay tự ti gì hết khi bạn trai tôi là tài xế. Mà tôi thấy hình như anh không có tự hào về nghề nghiệp của mình đúng không? Thì đúng là vậy mà. Nghề tài xế cũng giống như đi làm cu ly thôi, có gì đâu mà đáng tự hào. Anh bị điên hả? Tôi thấy anh giống bạn trai tôi rồi đó. Lúc nào cũng coi thân phận mình thấp hèn là sao? Mà tôi tức một cái á, là ông dám nói dối tôi. Suốt 2 năm trời, ông nói ông là sếp, làm tôi đi giới thiệu với cả gia đình dòng họ tôi. Anh nghĩ tôi ăn nói làm sao nữa? Rồi gia đình cô phát hiện ra chưa? Thì đó, ba tôi đi gặp đối tác mà xui một cái là phát hiện anh ta là tài xế của mấy ông đối tác đó. Rồi hai người đã gây lộn. Ba tôi là dân làm ăn mà, mấy cái chuyện mà không thật thà ba tôi ghét lắm. Nhiều khi cô không hiểu được cảm giác của bạn trai cô đâu. Chẳng qua là bạn trai cô yêu cô quá nhiều và cảm thấy không xứng với cô nên anh ta phải nói dối thôi. Anh làm như anh là ảnh vậy. Thử nghĩ là tôi có nên gọi điện cho ảnh không? Cô biết nhà ảnh ở đâu không? Tôi chở cô tới.